hôm nay đưa vợ chồng bé Ngân đi Disney Spring. Đó, người mẫu của Mai. Đó, thấy chưa? Bữa nay đi ở đây á, Mai biết từng ngọn cỏ ha, bờ cây luôn. Tại vì nhà mỗi lần có khách là ưa dắt đi chơi mà. Đúng như ở Sài Gòn mình đưa đi Đầm Sen chơi vậy đó. Còn Disney World á, Magic này là chỗ trong Disney chơi, nó có nhiều cái đồ chơi á, xích đu hay là thả nước đập gì đó. Còn ở đây á là mình đi vòng vòng nè, đi shopping. Thôi vì cháu mình đi vòng vòng đi shopping, vô đây shopping đã lắm nha. Rồi trong đây nhiều bar lắm, quán bar hả, bia rượu rất là ngon, thức ăn rất là ngon. Đó, quay camera ngược lại để cho thấy đẹp nè. Đưa lên chụp hình. Này, chỗ này giống Space Needle và khách tới là mình nhận đi. Thôi, thôi gì ở Seattle là Space Needle đây. Chừng nào đi muốn quay hay chụp gì nói dạ, nha. Dạ dạ. Anh lấy phone của anh, em chụp cho em chứ, cái này em không có đưa cho anh. No, dì quay, anh chụp giùm nó đi cho em quay. Cái bóng này kia chiều nó bay cao lên đẹp lắm. Nó thả bay cao lên. Thế đây là tung tung tung. The Edison. Tiệm này may Lego cũng nhiều lần lắm rồi. Tiệm này pha rượu rất là ngon. Cái này nó design theo kiểu cổ đó, thời gian mà giống như là ngược thời gian á. It's a 30-minute wait because we didn't make a reservation, but they'll text us. So what we'll do is we'll walk around, check out the other places, and in about 30 minutes we'll come back here. Đây nó design theo kiểu giống như là ngược quá khứ. Giờ mình đi vòng vòng ha, nửa tiếng quay lại ha. Yeah, 20 phút, 20 minutes. Ở chỗ nào á, cái địa danh du lịch là mình đi hoài vậy đó. Như gì mà mai mà qua bên đó chơi đó thì con cũng
dẫn đi những chỗ đẹp nhất. Dạ, chỗ đẹp nhất. Đây nó bán gì con? À, trong đây bán đồ cạo rau. Trời, một cái shop mà chỉ bán đồ cạo rau không sao sống được ta? Không hiểu. À, công nhận á, bán đồ cạo rau không sao sống được ta? Một cái shop nó nằm trong đây, con biết trả tiền rent rất là nhiều, đúng không? Lạ ha. Bán đồ cạo rau only. À, hay ha. Cái cạo rau này kiểu thời xa xưa này con à. Thời xa xưa kiểu cũ á. Hay ha. Anh Quân anh đi tìm mình thấy mồ luôn á. Thank you. Cái bánh nhỏ nhỏ, bánh nhỏ nhỏ mà bé màu á, là ngọt ơi là ngọt, hồng xanh tím. Dạ không, em đi quay phim mà. Quay đi. Dạ. Em đang quay. Đi quay đi. Em đây có cái show này để quay cho các bạn coi. Nó mời mấy đứa nhỏ ở ngoài vô nhảy dây. You can't need it. Mấy chị nhỏ chị khoái dễ sợ. Mà là mấy chị lại giỏi hơn mấy anh á. À, mấy chị phải cũng giỏi hơn. Này chơi trò này. Toàn con gái không à? Có một thằng con trai, hai đứa. Chị đang đòi chạy ra nữa nè. Mà tụi anh mới vô cái này thì thôi hả? Quay đó hay à. Of the circle that the ropes make, right? So right now none of you are getting hit by jump ropes, right? All right? I'm safe over here. Liz, are you safe over there? You're pretty safe. Audience is
very safe back there. But anywhere outside of the circle, and the ropes make a nice trip around. That way you can get a gauge on how that is in a full circle. Welcome to the Space Needle of Florida. And be sure to wait for the audience as you pass the needle. Of Florida. This is your show. There you go. Nói về ai hiểu hiểu không hiểu thôi. Space Needle of Florida. Kia nó cũng quay cái dây theo cái nhịp của nó, chân không đụng thôi, thấy không? Nhìn coi vậy chứ thật ra dễ lắm, giữ cái nhịp. Một giây thôi, hai giây nó không dám nhảy, mấy đứa mấy bao nó nhảy. Nếu mà nó chơi rồi thì nó dám. Mấy đứa nó làm cho đỡ sợ đó. Tập cơ khỏi trước chứ không có sợ nữa. Hey. Chị đã nói là đụng rồi. Chị này thì giỏi rồi. Mấy chị chân này chân to, chân thân to. Thò đúng rồi. Chân dài thò. Chị này có cứng lì à, cái mặt kia. Chị nhấp nhấp đi nhau chạy ra. Giờ lần thứ hai nó sẽ dạng hơn nha. Hai này cứ nhắm chạy thôi à, em không cần biết chạy được. Good job. You're going to get it. Whoa, there you go. Give it up for everybody. Give it up for everybody. All right, since we all mastered the yellow jump rope now, I think it's time we move to the pink one, right? And the rule was ground and away, you run under, right? This is the same. Try it. Here we go. Oh, okay, okay. Never mind. I don't know what happened there. No? We have to move to rule number three. And rule number three states, ground into you, you need to jump through. So this one we don't run under. We're just gonna wait for it to hit the ground and jump right on over. And you'll be A-okay, right? Right? Awesome. A neat little trick to think about. When you're jumping over, keep those feet tight together and do a nice little jump right over, all right? So come on over, it's your turn.
Here we go. Have it up, have it up. Go. What? Yes. Mấy đứa mẹ Mỹ nó có sợ Việt Nam á, Việt Nam mà chơi với cái này quen rồi ha. Mấy đứa nước Mỹ nó sợ á, nó giống như mấy chị Nam ha. Vậy cho anh nhảy qua được tự hào lắm á. Chị này chị không cười được nha, cái màn này chị không cười được bao nhiêu. Chị này không biết gì hết luôn. Anh này đúng là anh bay à, nhớ nè. Chị này không dám, có mẹ mới dám kìa. Going under the yellow rope and jumping over the pink rope. What do we think is next? Từng lượt một, lượt hai, lượt ba. Over cars? Across. I was like, whoa, we can't be jumping over cars now. We're using jump ropes. We are the youth. Both, you can jump over a car. I would love to see that one day, but we're going to jump through both of these ropes at the exact same time, all right? And it's not any harder than it was when we only did one rope at a time. Con nít Mỹ lúc đó còn nhỏ, nó thua nó Việt Nam. Nhưng mà khi lớn lên sao nó giỏi hơn người Việt Nam. Tại vì trong trường á, đủ cái trò chơi hết, đủ những cái hoạt động sinh hoạt thể thao này kia, phải không? Ở Việt Nam không đủ, không? Thiếu tiền này kia, không? Còn có Mỹ từ nhỏ lớn là học, nó học từ giờ gym này kia đó, là nó mạnh mẽ, nó mạnh dạn lên. Cái adventure từ Mỹ giỏi lắm á. Bây giờ bắt đầu dạng dạng dần ha. Cái anh áo xanh bên đây á nhìn giống Na Uy ha. Đúng rồi. Na Uy. À. Mấy này không xong rồi. Thôi đi coi chán rồi. Mấy anh khờ quá. Thôi tạm biệt Thiên Nhi. Đúng rồi, giỏi hơn. Những cái mạo hiểm á, những cái mạo hiểm của người Mỹ cũng giỏi hơn người Việt, mà trong khi á, con nít á, nít Việt Nam giỏi hơn. Con nít Việt Nam cực kỳ giỏi, ba vụ này nó làm cái ban cho mấy. Không, mà phải gì phải công nhận cái đó, gì cũng mới nói với anh Quân á. Cái anh Quân kêu tại vì khi mà lớn lên nó vô trường, trường nó có nhiều cái dạy cái... thấy khuyến khích ông nhảy không ra gì mà ra hả? Give me five đồ á, anh nó hãnh diện á, nó làm cho phấn khởi.
sau 20 phút tụi mình quay lại cái nhà hàng hồi nãy người ta hẹn. Ủa, nhà hàng vắng que mà sao nó hẹn mình nửa tiếng quay lại. Honey, nhà hàng vắng que sao nó hẹn mình nửa tiếng quay lại vậy? Chắc nó thiếu người á. À, thiếu người phục vụ à. Đâu phải là thiếu bàn đâu. Ok đi. Mình ăn ở đây lâu lắm á con, không có lo. Bây giờ mới mấy giờ rồi ta? 12 rưỡi. Còn sớm, khoảng 2-3 giờ chiều thì ở đây có ca nhạc. Ca nhạc ở đây. Quán đẹp à? Cái quán đẹp cực kỳ á. Zero alcohol. Drinks, yeah. Scroll back up. Yeah, all the way to the top. We only have the Edison runs on, yeah, which is like a, it's an alcohol cold brew. You don't have coffee at all? Nah. Oh wow. Không có coffee, chỉ có rượu thôi. Bạn muốn uống cái nước mà không có rượu không? Yeah. Okay, in that case, we'll order some non-alcoholic drinks for them. Sure. I'll get it now. I'll have a Faubourg lager. Oh, the Faubourg, yep. Yeah. And then let's do a smoke and mirror. Sure. And an apple propeller. And have us an appetizer. Okay, appetizer. Okay. Oh, we do the clothesline candy bacon. And Terry order cái gì? Order không uống. Anh hỏi Terry đây là không uống. Xin gì ạ? Mấy gì hỏi không ạ? Fries please. Thank you. It's the smallest look of the bacon. Oh yeah. So that's one order. Yeah. That's ridiculous. Yeah. But this is a clothesline bacon and it's seasoned with honey. Oh yeah. It's a very it's a different kind of bacon. It looks kind of plain but it tastes very good. Try it, if you like it, we'll order some more. But I think we should like it. Here's some ketchup for the fries. Thank you. How are we doing, okay? We're good. Excellent. But I don't think we should eat too much. We go from place to places. Yeah. That's ridiculous, man. Terry chế là này mắc quá. Let's enjoy. It's a Disney pricing. Pricing. Yeah. And we pay for space. Honey! Honey mang cái giỏ so cute.
Bây giờ mang cái giỏ này mà chơi cái áo hồng nữa hả? Bây giờ time to shopping. Miley thích vô cái tiệm này nè, Zara. Cái tiệm này là khu này, khu dòng shopping đó, nó bán đủ thứ đó. Scott nè, Mark nè. Miley thích vô tiệm này. Hồi nào lên đây cũng vô tiệm này hết á. Cũng kêu nè. Lựa đồ cho tôi. Vì không có thích mặc jumpsuit nữa mấy ngon. Cái dạng này giờ gì cũng không thích nữa. Dạng sang sang này á, nhìn nó già lắm. À, mỏng mỏng, thoải mái. How did? Mỏng quá ha. Mỏng quá đâu có mặc được mấy ngàn. Rồi vô thử thử nha. Shopping ra lựa thử mệt nghỉ luôn, nhưng mà không có nào thích hết trơn á. Có muốn vào Disney không? Disney bán đồ Disney bán thôi đồ, à. Bán đồ mấy đồ Disney vậy thôi chứ đồ lớn đâu. Còn nếu không thì ngoài đây mát mấy tiệm đến tiệm khác. Ok. Đi đi. Gì đi nữa mà. Kể vậy. 3 giờ mình có con khác. 3 giờ mình có gì? Chỗ uống nước tiếp. Bây giờ mới có 2 giờ. Kiểu này là cái gì ta? Đây bán nước hoa thôi à. Cái tiệm này là tiệm cake á. Giỏ này cũng không có đẹp lắm mấy ngon. Không có gì hấp dẫn nên đi ra. Thank you Terry. Honey, em mặc cái váy jean kia có đẹp không? À, cũng có thể đẹp. Nhưng mà tướng phải thon lắm á, nó mới đẹp, tại vì nếu không thì sẽ thấy mập đấy không? Tướng em đủ thon không? Nhưng mà bây giờ nó mặc mấy quần dài dài lại, mình cười không? Ừ. Quần cái ống á, ống rộng á, anh không biết à, cái này mày thử mới được. Thử à, anh lấy size M cho em thử thử. Dì đang lấy size M, cái váy jean gì thử thử nè. Dượng đang đi lấy rồi. Dạ em tới liền. Có không anh? Có, nhưng mà anh đi coi cái giá chứ anh đi thử. Dòng sông lười. Clear water. Thank you.
Bây giờ đi ra chỗ bến thuyền chèo thuyền chơi. Nhanh cái Terry đang ra ngoài kia chụp hình. Mấy cái nhà hồng hồng xanh xanh kia là Disney Resort. Giống như là hôm nọ mà Thu với Eric xuống đây ở đó. À. Nó một trong cả trăm cái như vậy đó. Yeah. Mình có hẹn nhà hàng này à Ni. Hot bar ở ngoài phố rồi con. Chiều chiều một chút. Dạ không. À nhớ rồi. Đi ngõ trước thì em nhớ mà đi ngõ sau em quên. Quán này cũng đẹp không con? Vô đây mấy lần rồi. Cái bếp nó giữa luôn à. Estrella Don beer. Okay. So two black coffees and Americano and Estrella. Yes. Okay. And that. Order now or no? Yeah, we ordered. Đi chạy mỗi chân em bé ăn. How? Muốn đi thêm nữa hả? Đi ra mấy chỗ nó cả chứ. Đi mấy cái spa đó, mấy con ghệ nó cà. Sạch bon luôn đó nha. Trời ơi, đi ăn tôm mà nó còn lộn nó đúc không thấy à. Mớm nha đúng vậy hả? À, nó mớm luôn, cà phê cho Mai đây. Để coi thấy có sugar không, xin sugar. Thank you.
ngộ lắm, ở Mỹ mình kêu cà phê đá nó không có, nhưng mà cà phê này thì có, rồi nó cho ly đá rồi mình quậy rồi mình đổ vô là trở thành cà phê đá, mà kêu cà phê đá thì không có. Dạ. Cà phê này ngon á, nhìn ngon. Yeah. Ngon đó. Terry, it's good coffee. Yeah. With garlic, lime juice, and olive oil, with a side of flounder bread. Okay. Thank you. My pleasure. Panama, very good. This is my favorite dish, but I think it's hot. Em được uống cà phê hai loại. Một loại bây giờ em uống nóng, nó uống ấm nè, nó ngon, rồi cái nó nguội, rồi cái em đổ vô em uống đá. Yeah, there you go. Yeah, yeah, ăn đi, lấy cho Terry đi, lấy cho Terry. Lấy nhớ múc cái nước á, múc cái nước. Múc cái nước bỏ vô cái dĩa nha. Không, cà phê này ngon quá. Dạ, yeah, phải có cái muỗng chứ. Nhìn bây giờ người ta chấm vô luôn cũng được. Dạ. Ngồi ngoài này mát quá ha. Yes. Nó bắt trong bóng mát mà. Không cần máy lạnh. Dạ. Anh trong người Mỹ á, người ta cũng thích ngồi máy lạnh nghe mấy ngân. Dạ. It's good. Yeah, look good. Đưa con bỏ. Để gì dựng tự thấy khen.
children gather. Kết thúc, quay lại, tạm biệt. Bye bye Disney Spring. Bye 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 bye.